Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học về chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển của tỉnh Hưng Yên. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng có nghĩa sâu sắc trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh. Trải qua các thời kỳ lịch sử với nhiều lần thay đổi, song ở trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, người dân Hưng Yên luôn chứng tỏ được sức mạnh thông qua tinh thần đoàn kết sáng tạo, nỗ lực vươn lên, cống hiến và hy sinh vì sự phồn vinh, hạnh phúc của quê hương, đất nước. Đối với Đảng bộ, quân và dân Hưng Yên, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc tổ chức hội thảo khoa học hôm nay là trách nhiệm, cũng là niềm vinh dự, tự hào của Hưng Yên. Đây cũng là dịp để chúng ta tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc, về con người và quê hương Hưng Yên, từ đó bồi dưỡng thêm tình yêu, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ, thể hiện lòng thành kính, tri ân của các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, từ đó lan tỏa sâu rộng thông điệp về một Hưng Yên đoàn kết sáng tạo, đầy ý chí, khát vọng, vươn lên. Phát biểu đề dẫn, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin. Trong nhiều năm qua, các cấp các ngành, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong cả nước đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học và đã có nhiều công trình nghiên cứu quan trọng về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, các vấn đề vẫn đang tiếp tục mở ra với nhiều luận giải khoa học từ nhiều hệ quy chiếu khác nhau. Để có cái nhìn toàn diện, bao quát và cụ thể hơn nữa về vùng đất Hưng Yên, hội thảo khoa học này nhằm đánh giá khách quan toàn diện hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thành lập tỉnh Hưng Yên trong sự phát triển của đất nước, nêu bật ý nghĩa trọng đại của sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là thành lập Ban tỉnh ủy lâm thời Hưng Yên với sự nghiệp cách mạng trên quê hương Hưng Yên và cách mạng Việt Nam. Đồng thời khẳng định sự phát triển của quê hương Hưng Yên trong công cuộc đổi mới đất nước, đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng, hình ảnh về mảnh đất và con người Hưng Yên. Tại hội thảo đã có 8 trên 28 tham luận được chọn trình bày với 4 nhóm vấn đề chính, gồm vùng đất, con người Hưng Yên, những dấu tích cư trú, hình thành mở đất, truyền thống hiếu học của người Hưng Yên, quá trình thành lập Đảng bộ tỉnh, sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Hưng Yên, công cuộc đổi mới trên quê hương Hưng Yên và phẩm chất con người Hưng Yên trong sự phát triển của đất nước. Các tham luận đều đi sâu làm rõ ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của sự kiện thành lập tỉnh, sự phát triển trưởng thành của tỉnh Hưng Yên trong 190 năm thành lập 1831-2021, những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đối với phong trào cách mạng của cả nước, đặc biệt là trong 80 năm kể từ khi thành lập Ban tỉnh ủy lâm thời 1941-2021, sự phát triển vượt bậc của tỉnh Hưng Yên sau 25 năm tái lập 1997-2021. Việc tổ chức hội thảo đúng cái ngày 190 năm rồi 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh thành tỉnh Hưng Yên như hiện nay thì tôi nghĩ rằng nó cực kỳ có ý nghĩa, vừa là có ý nghĩa về lý luận, vừa là thực tiễn, và quan trọng hơn là khơi dậy và phát huy cái truyền thống rồi cái khát vọng xây dựng một tỉnh Hưng Yên giàu đẹp và trở thành một tỉnh công nghiệp. 25 năm vừa rồi là một minh chứng hùng hồn, một bằng chứng sinh động, chứng tỏ rằng là nhờ thực hiện đúng đường lối và vận dụng một cách sáng tạo cái chủ trương đường lối của Đảng đó và thực tiễn rất là sinh động tại Hưng Yên, cho nên là chúng ta đã đạt được những thành quả rất là rõ nét. Phát biểu kết luận và bế mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định những ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, học giả và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh là những tài liệu, những căn cứ rất có giá trị, góp phần tổng kết định hướng về mặt lý luận, giúp cho các ngành các cấp trong việc tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới trên quê hương Hưng Yên.